thanh niên bất ngờ được bạn gái tỏ tình và cái kết ngọt lịm. Theo đoạn clip chia sẻ, một thanh niên đang ngồi làm việc trong văn phòng, bỗng có cô gái áo khoác đen, trên tay cầm bó hoa tiến lại gần chỗ chàng trai đang ngồi và đưa bó hoa cho chàng trai trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Chàng trai quá bất ngờ và đứng hình mất mấy giây. Chưa hết nha, cô gái còn cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, bên trong là chiếc váy cưới đã mặc sẵn, với ngụ ý là anh đồng ý làm chồng em luôn bây giờ nha. Nhiều bình luận để lại sau khi xem xong clip: tỉnh dậy đi ông cháu, đây chỉ là trên phim thôi, ngoài đời làm gì có đâu, 7 tỷ người mới có một người con gái như vậy đó. Mà cũng lạ nha, con trai tỏ tình con gái thì có thể bị từ chối, nhưng con gái mà tỏ tình con trai là auto đổ, thế mới khổ chứ, bất ngờ chưa ông già. Mình cũng ước 2 năm nữa sẽ được crush tỏ tình như này. Có thể chỉ là mơ mà thôi, những bạn FA cứ ngồi đó mà tưởng tượng nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.